Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tử Vi tháng 12 âm lịch Giáp Dần, sinh năm 1974, bất ngờ nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang trọng nóc. Xin kính chào quý vị, anh chị, và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh Minh Đường Tử Vi quý mệnh chủ tuổi giáp dần thân mến từ cổ trí kim thì chúng ta đều quan điểm rằng con người sinh ra đã được định sẵn số mệnh của riêng mình và không thể nào thay đổi được và quả thực chẳng sai chút nào bằng kinh nghiệm mấy mươi năm cuộc đời quý anh chị có thể thấy rằng nếu như chỉ cần chúng ta nỗ lực chăm chỉ và cố gắng là giàu có được thì chắc chắn trên thế giới này sẽ chẳng còn người nghèo đói, khổ sở suốt đời đúng không quý anh chị? Thế nhưng nếu quý anh chị sinh ra không xuất phát ở vạch đích sướng sẵn từ trong trứng nước thì việc biết trước được vận trình tử vi mà nắm bắt cơ hội chính là cách để giúp quý anh chị may mắn phát tài, phát lộc nhanh chóng, giàu có và thay đổi được vận mệnh của mình. Tử vi tháng 12 âm lịch ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ tới quý anh chị phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 12 âm lịch gặp đại hạn 49 tuổi, thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc và tiền bạc tháng cuối cùng của quý anh chị sẽ ra sao, liệu rằng quý anh chị sẽ có được quý nhân chỉ đường dẫn lối hay không, chuyện tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng sẽ có những chuyển biến như thế nào, trong cuộc sống thì tuổi giáp dần cần phải chuẩn bị và làm những gì, để có thể đón lành, tránh giữ, và giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tất cả những câu hỏi đó, sẽ được chúng tôi giải đáp rất chi tiết trong video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây tử vi tháng 12 âm lịch giáp dần sinh năm 1974, bất ngờ nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang trọng nóc. Theo dõi tử vi năm của 12 con giáp thấy được rằng, tiến vào năm 2022, năm nhâm dần, anh chị tuổi giáp dần chính là con giáp phạm trực thái tuế, năm tuổi của mình giáp dần 2022. Vận trình trong năm khó tránh được nhiều bất lợi bổ vây, tư tưởng có xu hướng thay đổi, kéo theo công việc cũng có rất nhiều biến động. Chính vì điều này giới tiên tri, huyền học và giới tử vi phương đông đã hiệp lực luận giải cung mệnh và có lời nhắc mệnh dành riêng cho mệnh chủ tuổi Giáp Dần khi bước sang tháng 12 âm lịch. Vận trình tháng chạp này của anh chị tuổi Giáp Dần được dự đoán diễn ra khá êm đềm. Đặc biệt đây sẽ là tháng nhân duyên rộng mở với con giáp này, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh, công việc nhìn chung không có gì biến động quá lớn anh chị không gặp phải trở ngại gì quá lớn cũng không chịu áp lực nặng nề ngược lại còn chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn mệnh chủ rất nhiệt tình như vậy là tốt nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân chớ để người khác nghĩ rằng anh chị đang quá kinh kiệu hay là khoe khoang để nắm bắt được vận hung cát của mình trong tháng 12 âm lịch, xin mời quý anh chị hãy theo dõi các nội dung chính trong phần luận giải cụ thể như sau. Thứ nhất là về tử vi sự nghiệp của tuổi Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch. Thứ hai là tử vi về tài lộc. Thứ ba là tử vi tình duyên gia đạo của Giáp Dần. Thứ tư là tử vi sức khỏe của Giáp Dần. Thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ tuổi Giáp Dần theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là sẽ chia sẻ tới quý anh chị về tuổi sông đất tốt và Xấu với tuổi giáp dần trong năm quý mão 2023, thứ bảy là bốn thứ tốt đẹp mà anh chị tuổi giáp dần cần phải cho đi để trở thành người hạnh phúc và giàu có. Cụ thể và chi tiết như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xét đến tử vi sự nghiệp của tuổi giáp dần trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi phương đông có chỉ ra rằng phương diện sự nghiệp của tuổi giáp dần, trong tháng 12 âm lịch tháng cận Tết này không có quá nhiều biến động lớn có thể yên tâm để đón một tháng cuối năm khá dễ chịu hãy chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng sẽ xong nhìn thấy thành tích ngay tức khắc các kế hoạch đều sẽ được anh chị xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề tết nguyên đán nhờ đó mà tới cuối tháng anh chị có thể yên tâm đón một cái tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào hơn thế nữa những chú hổ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh có thể sự nhiệt tình khiến anh chị được nhiều người yêu mến đồng nghiệp cũng sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì cũng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn anh chị luôn nhiệt tình như vậy là rất tốt nhưng anh chị cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân mình chớ để người khác nghĩ rằng mình đang canh kiệu khoe đặc biệt anh chị cũng cần phải lưu ý tháng này nguyện lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình của các anh chị thiếu sự kiên nhẫn nếu như không được như ý thì dễ bỏ cuộc giữa chừng điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần nhất là trong quá trình hợp tác làm việc chung với những người khác có thể khi ý kiến được đưa ra không được đánh giá tốt khiến anh chị cảm thấy chạnh lòng và rảnh rỗi nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chính mệnh chủ mà thôi tình cảm báo hiệu nhân duyên tốt lành không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ có rất nhiều cho công việc tuổi giáp dần có thể sẽ được cơ hội gần gũi với một vài nhân vật có uy tín giúp anh chị sẽ tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp của mình những cơ hội như vậy không dễ gì có được nên anh chị cần tranh thủ học hỏi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân khi cần thiết hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài, kể cả khi không làm theo những lời khuyên này thì các thông tin thu thập được cũng giúp anh chị có thể thay đổi được ý tưởng của mình sao cho hợp lý hơn. Thứ hai là tử vi tài lộc của Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 của 12 con giáp theo lịch âm cùng với công việc được thuận lợi, tài lộc của Giáp Dần cũng sẽ khởi sắc rõ rệt, hơn nữa các nguồn thu khá linh hoạt chứ không còn phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của anh chị diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng mà bản mệnh được nhận các khoản tiền lương, thường cuối năm, thường Tết, phát triển tài chính được dự báo là khá dư dã, một số anh chị còn nhanh nhạy biết nắm bắt được thời cơ để thể hiện năng lực đúng lúc, nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không hề nhỏ, cũng giúp số dư tăng tiến vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên các thầy tử vi có nhắc nhở rằng, dù có tiền bạc dư giả, tạo điều kiện để anh chị sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên vung tiền bừa bãi, bản mệnh nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết, cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này hãy thực hiện kế hoạch đón tết vừa đủ tránh tình trạng dư thừa hay lãng phí quá với người làm kinh doanh tháng chạp sẽ mang tới nhiều cơ hội buôn bán nếu như biết tận dụng thời cơ thì anh chị có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết tết đến này anh chị sẽ thấy lợi nhuận tăng cao và doanh thu nhảy vọt bất ngờ thế nhưng bản mệnh cũng chớ nên tham lam mà nóng vội không nên mở rộng quy mô quá mức vào lúc này tốt nhất Giáp Dần vẫn tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế, thị trường trước trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Thứ ba là xét về tử vi tình duyên gia đạo của Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi giáp dần thấy rằng, tháng cuối cùng trong năm nhâm dần, cũng là thời điểm đường tình duyên của những chú hổ rực sáng, tháng này nhờ nguyện lệnh lâm mục dục, thêm cả sao bách việt chủ vệ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên được rộng mở, mang tới rất nhiều trải nghiệm thú vị, và lãng mạn cho cả gia đình. Với anh chị còn độc thân, thì bạn sẽ có cơ hội để gặp gỡ được nhiều đối tượng phù hợp để phát triển mối quan hệ, rất có thể anh chị sẽ không phải đón Tết này trong sự cô đơn như mọi năm nữa các cặp đôi đang trong thời gian yêu đương cũng có thể nâng tầm mối quan hệ sớm về chung một nhà hãy bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình vợ chồng luôn đồng lòng vun vén nhà cửa nuôi dạy con cái tết tới cũng là dịp để cả nhà xích lại gần nhau hơn rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên đều sẽ được tháo gỡ Song tuổi giáp dần cũng cần phải đề phòng bởi đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, nên tỉnh táo và giữ mình để tránh rơi vào vòng xoáy của mối tình tay ba, tình cảm muốn bền vững thì quan trọng nhất là phải biết tự tạo cảm giác an toàn cho đối phương và giữ vững lòng tin dành cho nhau. Thứ tư, là xét về phương diện sức khỏe của giáp dần trong tháng 12 âm lịch chịu ảnh hưởng của hung tinh nên phương diện sức khỏe của giáp dần cho tháng chạp có dấu hiệu giảm sút nguyên nhân chủ yếu là do bản mệnh quá mải mê với công việc thường xuyên lo nghĩ khiến cho tình trạng lao lực có thể xảy ra tết nhất cận kề nên có nhiều việc cũng phải lo đấy là điều dễ hiểu nhưng anh chị vẫn nên chú ý là chăm sóc sức khỏe của bản thân cẩn thận hơn để đón một cái tết thật an yên những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ hạn chế làm việc quá sức là được Ngoài ra việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng cũng phải thật sự thận trọng, kẻo là va đụng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là sơ hở mất trộm đồ đạc. Tiếp theo là tử vi và cẩm năng vượng vận cho quý anh chị tuổi giáp dần theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch, đầu tiên là tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12, khó khăn xuất hiện cũng không thể khiến cho những anh chị tuổi giáp dần lùi bước, ngược lại càng khó khăn thì con giáp này lại càng cảm thấy hăng hái hơn. 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, mệnh chủ có thể được tiếp xúc với rất nhiều công việc giúp khẳng định thế mạnh của bản thân. Phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tháng, chính vì vậy đây chính là khoảng thời gian để mệnh chủ không ngừng cố gắng, hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố như nhân lực và vật lực để khi cơ hội đến thì có thể nắm bắt ngay, không để rơi vào tay của người khác truyền tình cảm có điểm sáng, vào lúc này người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ với người mà mình thầm thương trộm nhớ, hãy tin rằng chỉ cần anh chị chân thành thì có thể khiến đối phương rung động, mối quan hệ đôi bên sẽ bước sang một trang mới. Tuy nhiên bạch hổ hung tinh cũng mang lại điểm báo, bản mệnh cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người thân yêu, anh chị cần phải tập trung chú ý khi tham gia giao thông, cũng như lao động chân tay, để phòng những sự cố đáng tiếc. Thời điểm vàng trong tháng là ngày mùng 4, mùng 5 và ngày mùng 8 âm lịch hướng may mắn là hướng tây nam và hướng đông bắc. Anh chị có thể kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi thìn, tuổi ngọ thì thành công sẽ cao hơn. Con số may mắn là số 49, số 3 và số 89. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12, có thể thấy rằng 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch này là một khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với anh chị tuổi giáp dần, ngay từ đầu tháng có nhiều cơ hội đã ập đến tới tấp khi lãnh đạo giao cho anh chị những công việc mang đầy tính thách thức bằng khả năng của mình anh chị có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tài lộc rực sáng vào 10 ngày giữa tháng cuối năm này. Người làm công ăn lương sẽ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng đổ về túi dồn dập cũng là điều tất nhiên với những người làm ăn kinh doanh bản mệnh sẽ tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình mang lại hiệu quả rõ rệt song các tinh trợ mệnh cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho con giáp này thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để anh chị rèn luyện bản thân và khẳng định chỗ đứng với những kinh nghiệm của mình thì anh chị càng nhanh chóng tìm ra được phương pháp phù hợp cho chính mình và cho tổ chức phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng với những thành tích nổi bật anh chị độc thân sẽ nhanh chóng chinh phục được ánh nhìn của mọi người xung quanh, rất có thể sẽ có người chủ động làm thân với mệnh chủ, và muốn trở thành nửa kia của anh chị đấy, hãy thử mở lòng mình để tìm hiểu xem sao, biết đâu Tết này anh chị sẽ có người du xuân đón Tết cùng với chính mình. Thời điểm vàng trong tháng là sau rằm 4 ngày. Hướng may mắn là hướng Đông Nam, và hướng Bắc, anh chị có thể kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi thân, và tuổi tuất thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Con số phát tài là số 36 số 50, và số 72. Tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến ngày 30 Tết là con giáp may mắn trong 10 ngày giáp Tết nguyên đán này, nên có thể thấy rằng đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với anh chị tuổi giáp dần, ngay từ đầu tháng anh chị đã được lãnh đạo giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại, hãy phát huy hết khả năng của mình, mệnh chủ có thể khiến tất cả mọi người thán phục, tài lộc của mệnh chủ cũng rực sáng vào tháng cuối năm, giúp anh chị thoải mái chi tiêu sắm sửa cho cái Tết ấm. No, đủ đầy người làm công ăn lương sẽ gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên không thiếu các khoản thưởng nóng hay là hoa hồng với người làm ăn kinh doanh thì anh chị sẽ tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình nhờ thế mà bạn sẽ nhanh chóng vượt lên trên đối thủ doanh thu gia tăng chóng mặt tài khoản sẽ nhảy số ầm ầm có thể thấy rằng đôi khi thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để mệnh chủ gia tăng năng lực của bản thân và khẳng định vị thế của chính mình Độ tuổi 9 mười này anh chị cũng đừng ngại thay đổi và thử sức mình, trên phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng, với những thành công có được anh chị độc thân, đi đâu cũng có người để ý, rất có thể còn có người chủ động tiếp cận với anh chị, thậm chí đây còn có thể một nửa hoàn mỹ mà anh chị đã chờ đợi từ lâu. Thời điểm vàng trong tháng là 5 ngày trước ngày 28 Tết. Hướng may mắn là hướng Đông Nam, và hướng Bắc kết hợp với quý nhân là người tuổi ngọ, và tuổi mão, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Con số phát tài là số 76, số 40, và 19. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý anh chị tuổi giáp dần về tuổi sông đất tốt và xấu, với anh chị trong dịp đầu xuân năm mới. Các tuổi sông đất tốt với anh chị tuổi giáp dần trong năm quý mão 2023 sẽ như sau, người tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, người tuổi đinh mùi sinh năm 1967, tuổi canh tuất năm 1970, tuổi bính ngọ sinh năm 1966, và tuổi quý hợi sinh năm 1983, những tuổi này sông đất cũng sẽ rất tốt cho quý anh chị trong dịp đầu xuân mới các tuổi xấu không nên xông đất cho giáp dần cho năm 2023 gồm, những tuổi sau, tuổi kỳ dậu sinh năm 1969, tuổi quý sửu sinh năm 1973, tuổi bính thìn sinh năm 1976, kỳ mùi 1979, kỳ tỵ 1989, và quý dậu 1993. Vâng, kính thưa quý anh chị, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý anh chị tuổi giáp dần, 4 thứ tốt đẹp mà con giáp này cần phải cho đi để trở thành người hạnh phúc và giàu có từ giờ đến hết đời thứ nhất là tâm thí hãy bố thí lòng biết ơn đôi khi bạn biết ơn việc người khác đã làm cho bạn nhưng bạn ngại không nói lời cảm ơn vì cho rằng như vậy là khách sáo đặc biệt còn là đối với những người thân của bạn cứ như vậy bạn sẽ cảm thấy mọi việc họ làm cho bạn là đương nhiên tuy nhiên bạn đang đánh mất một cơ hội làm cho bản thân và gia đình của mình hạnh phúc hơn vì khi bạn nhận được sự giúp đỡ của ai đó, bạn cảm ơn là bạn đã ghi nhận tấm lòng của họ, cả bạn và họ đều sẽ cảm thấy hài lòng hơn và hạnh phúc hơn, người được cảm ơn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và họ sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn, còn bản thân bạn thì trân trọng sự giúp đỡ của mọi người hơn, bạn cũng sẽ ghi nhận và báo đáp lại họ, sự tốt bụng của bạn sẽ được nuôi dưỡng ngày càng lớn và bạn sẽ có thói quen giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều hơn nữa. Thứ hai là Thân thí hãy bố thí lòng nhân ái của chính bạn, khi bạn có hành động giúp đỡ những người xung quanh bạn, sẽ nhận đi được nhiều sự báo đáp tốt lành, ví dụ như giúp người già qua đường chung tay tham gia các hoạt động tình nguyện ở địa phương vân vân. Thứ ba là Bố thí lòng bao dung, bao dung chính là bố thí rất lớn khi bạn có lòng bao dung, bạn biết yêu thương muôn loài, thì bạn sẽ có sự thành công vĩ đại, như mặt đất kia luôn bao dung tất cả, nên nó có được tất cả sự bao dung, đi đôi với sự kiên trì, kiên nhẫn, để giúp ai đó hiểu một điều gì đó đều cần có thời gian, và muốn xây dựng được sự nghiệp lớn. Bạn cần phải chú ý những điều sau đây, khi có đủ tiền sẽ có đủ người tài, khi có đủ khiêm tốn sẽ có được người tài, khi có tri thức tức là hiểu biết hay là tầm nhìn thì bạn sẽ dẫn dắt được người ta, khi có đủ sự bao dung thì sẽ giữ được nhân tài. Và muốn xây dựng sự nghiệp lớn, bạn cần có sự đoàn kết lớn cho một tập thể lớn, bạn cần có đủ lòng bao dung của chính mình. Thứ tư là tọa thí giúp người khác đạt được vị trí của mình đây là bố thí cao nhất và khó nhất nhưng nếu bạn làm được thì bạn sẽ trở thành người siêu giàu có và hạnh phúc ví dụ khi bạn là trưởng phòng của một công ty bạn giúp người khác có đủ kỹ năng và kiến thức để đạt được vị trí trưởng phòng như vậy bạn sẽ có cơ hội để đạt được những thành tựu lớn hơn và vị trí cao hơn nữa khi bạn đạt được thành công trong một công việc nhất định, hãy giúp nhiều người cũng đạt được sự thành công như bạn và bạn sẽ có sự thành công mới lớn hơn thế rất là nhiều lần, sự thành công mới này bao gồm cả hạnh phúc vì bạn đã giúp đỡ được nhiều người có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, kính thưa quý vị trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ chi tiết tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh chị nắm bắt được vận trình tổng quan của mình trong tháng cuối cùng của năm 2022. Rồi từ đó thì anh chị giáp dần có thể nắm bắt được vận may, đón lành tránh dữ và làm giàu, thành công, cũng như đón cắt khí trong năm mới 2023, với sự giàu sang, phú quý. Xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, quý vị anh chị vui lòng comment đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, và câu hỏi cần được giải đáp. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn, và giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo